làm nồi cho mô tô MX125 tại tiệm xe khách. Xe này chạy bị tuột nồi như này, khuyết nồi nữa, nước tuột ra như bụng. Anh em nào chạy MX125 tuột nồi, máy yếu hao xăng, nóng máy nha anh em, cứ qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Khánh đã nhận làm nồi làm máy cho anh em, bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. Làm nồi thì khoảng nửa tiếng là xong, bao bền cho anh em ha, bao bền mạnh tiết kiệm xăng. Anh em ở xa không tới tiệm thì có thể liên hệ Khánh để mua phục tùng ha, số điện thoại Khánh 038 9910 535. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. Honda MX125, xe này dễ bị tuột nồi nha, làm rất là nhiều xe nha. Anh em ở xa thì có thể gửi xe hoặc liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Đây, chào tất cả anh em ha.